nằm trong đối tượng khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng lần này toa thuốc của ông Thám được bác sĩ ở khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên ghi chú. Có 3 loại thuốc phải mua ở bên ngoài. Dù rằng các loại thuốc này nằm trong danh mục được cấp với người có thẻ bảo hiểm y tế. Một số người khác cũng rơi vào cảnh tương tự như ông Thám. Tôi mua bảo hiểm là gì? Tôi sợ bệnh đau, tôi mua thẻ bảo hiểm đỡ là có thuốc tôi uống. Nhưng giờ thiếu thuốc, mà thuốc ra bên ngoài thì tôi không có tiền. Thành tôi mới trả mua đấy. Thì lần trước là tôi đã nhận được là 6 loại thuốc, nhưng mà hôm nay là chỉ có 3 loại thuốc, là bác sĩ bảo là còn thiếu một loại trong cái chủ công là tôi bệnh tiểu đường, thì có lẽ là phải mua thuốc ở ngoài uống. Không chỉ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên mà tình trạng thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế để cấp cho bệnh nhân điều trị ngoại trú cũng xảy ra hầu hết ở các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, tuyến huyện, thị xã, thành phố thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên quản lý. Vậy đâu là nguyên nhân? Thứ nhất là về tình hình nhân lực. Thì nhân lực là các chuyên gia tập trung từ nhiều cơ sở y tế trong điều kiện bị giãn cách, cách ly và rất là nhiều nhân viên y tế mà tham gia chấm thầu là F0, F1. Các việc làm rõ các hồ sơ trong cái thời gian giãn cách và cái chuỗi cung ứng về các đơn vị cung ứng gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến việc dự trữ cung ứng thuốc, nhất là một cái số thuốc cần thiết cho các bệnh nhân mãn tính có thiếu